Phương Hiếu xin kính chào quý vị khán thính giả. Chúng ta đang cùng đến với khung giờ quen thuộc của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 4 năm 2016. Lời đầu tiên trên sân khấu lúc này, quý vị sẽ thấy là chúng tôi đặc biệt trên sân khấu là 7 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua rất nhiều thí sinh đang cùng đến với cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần. Và ngay bây giờ, Phương Hiếu cùng các thí sinh xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, hy vọng rằng các thí sinh có mặt trên sân khấu lúc này đây gồm các thí sinh số báo danh 23 Nguyễn Văn Nhân, số báo danh 62 Nguyễn Thị Tuyết Minh, số báo danh 36 Đoàn Trung Hậu, số báo danh 54 Ngô Thị Kim Sang, số báo danh 16 Nguyễn Thị Tám và số báo danh 01 Bùi Xuân Đào cùng với số báo danh 66 Lê Văn Nhu. Một lần nữa gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả. Các anh chị có thể vào trong để chuẩn bị cho phần dự thi của mình. Thưa quý vị, như vậy là hôm nay chúng ta đang cùng đến với buổi chung kết xếp hạng và trao giải của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 4 năm 2016. Một lần nữa, Phương Hiếu xin rất cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn luôn đồng hành với chương trình trong khung giờ quen thuộc này và xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị khán giả, với cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần, một chương trình quen thuộc đang được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên làn sóng AM 610 kHz cũng như trên kênh truyền hình HTV1 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những làn điệu hết sức quen thuộc đã được yêu mến suốt nhiều chục năm qua, và chương trình vẫn được sự đồng hành quen thuộc của công ty cổ phần phân bón Bình Điền thương hiệu Đầu Trâu. Ngày hôm nay đến với buổi chung kết xếp hạng và trao giải sẽ được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Công Đồng, giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi. Xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Nam Tuấn, phó giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức. Về phía đơn vị phối hợp thực hiện, chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Quốc Đạt, đại diện cho trung tâm sản xuất chương trình Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, chương trình được diễn ra thành công trong liên tục nhiều năm vừa qua với sự đồng hành không thể thiếu của đơn vị tài trợ là công ty cổ phần phân bón Bình Điền thương hiệu Đầu Trâu. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Trần Thị Ngọc Vân, đại diện nhà tài trợ công ty phân bón Bình Điền. Và bên cạnh đó, chương trình ngày hôm nay vui mừng nhận được sự ghi nhận và đưa tin cũng như là sự hỗ trợ kịp thời từ các đơn vị phóng viên báo đài như Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo phát thanh truyền hình cũng như là báo sân khấu và đài phát thanh truyền hình Đồng Nai. Đặc biệt hơn nữa, đó chính là sự yêu thương từ phía quý vị khán thính giả, những khán giả đã luôn dành thời gian của mình, đặc biệt hôm nay là 31 tháng 12, quý vị dành thời gian ngày cuối cùng của năm 2016 có mặt tại Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng rất nhiều những quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình qua làn sóng phát thanh và truyền hình. Một lần nữa xin nhận từ chúng tôi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Và thưa quý vị, ngay bây giờ liên tục chương trình, trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Nam Tuấn, phó giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức sẽ phát biểu tổng kết và khai mạc buổi thi chung kết xếp hạng ngày hôm nay. Kính thưa ông Lê Công Đồng, giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi. Kính thưa ông Vũ Quốc Đạt, đại diện Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trần Thị Ngọc Vân, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Kính thưa quý vị, vòng chung kết xếp hạng đợt 4 của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền hôm nay diễn ra trong không khí tưng bừng và rộn rã của những ngày cuối năm 2016. Thay mặt ban tổ chức, cho phép tôi gửi đến toàn thể quý vị, quý quan khách, nhà tài trợ, hội đồng giám khảo, các thí sinh cùng quý khán thính giả theo dõi chương trình lời chào mừng trân trọng và lời chúc mạnh khỏe. Kính thưa quý vị đại biểu, quý khán thính giả, đợt 4 của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần năm 2016 diễn ra từ ngày 1 tháng 10 2016 với 9 buổi bán kết, 3 buổi chung kết. Ban tổ chức và hội đồng giám khảo đã chọn ra được 7 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng. Về chất lượng nghệ thuật, các thí sinh đợt này tiếp tục thể hiện khả năng ca, bài bản tài tử và vọng cổ khá tốt. Nhất là các thí sinh nam với chất giọng đẹp, làn hơi tốt, có triển vọng phát triển trên lĩnh vực sân khấu cải lương. Về công tác tổ chức, qua 3 đợt đổi mới cuộc thi, công tác tổ chức tiếp tục được hoàn thiện. Các bộ phận nội dung, kỹ thuật
hậu cần của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Thành phố đã phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo những buổi phát sóng có chất lượng, phục vụ tốt cho quý khán thính giả và xem và nghe đài cũng như theo dõi tại hội trường. Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng Giám khảo, các bộ phận thực hiện chương trình, cảm ơn nhà tài trợ, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành trong suốt năm qua. Và đặc biệt xin cảm ơn quý khán thính giả yêu quý đã cùng hòa điệu với chương trình vào mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần, cũng như những nhận xét đóng góp chân tình để cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần ngày một phát triển. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc vòng chung kết xếp hạng cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 4 năm 2016. Xin kính chúc các thí sinh có buổi thi diễn thật tốt. Trước thềm năm mới, một lần nữa xin chúc quý quan khách và quý khán thính giả thật hạnh phúc, mạnh khỏe và đạt nhiều thành công trong năm mới 2017. Xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn lời phát biểu tổng kết của ông Nguyễn Nam Tuấn, Phó Giám đốc Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, như ông Nguyễn Nam Tuấn chia sẻ, trong suốt thời gian vừa qua mà chương trình tổ chức cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần, có thể nói thương hiệu Đầu Trâu, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền không chỉ là một nhà tài trợ, một nhà đồng hành vô cùng quen thuộc của chương trình, mà còn là một trong những sản phẩm mà quý bà con nông dân chúng ta rất ưa chuộng và tin dùng trong suốt thời gian vừa qua. Và thay cho lời cảm ơn đến đơn vị đồng hành cùng chương trình nhiều năm vừa qua, chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền là bà Trần Thị Ngọc Vân sẽ lên nhận bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn chân thành từ phía ban tổ chức. Trân trọng kính mời bà. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi sẽ tặng hoa cho nhà tài trợ. Trân trọng kính mời. Và chúng ta hy vọng rằng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thương hiệu Đầu Trâu sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình để mang đến những chương trình chất lượng dành cho quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn hai vị, cảm ơn bà Trần Thị Ngọc Vân, cảm ơn ông Lê Công Đồng. Và thưa quý vị, đến với cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần thì hẳn quý vị đã quá quen thuộc, chúng ta có nhiều cách để thưởng thức chương trình này. Ngoài việc là chúng ta đến dự khán trực tiếp ngay tại Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta còn có thể theo dõi qua làn sóng phát thanh AM 610 kHz cũng như là kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hãy truy cập vào trang web www.voh.com.vn để xem trực tuyến trên trang web của chúng tôi. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình vào lúc 13 giờ thứ 6 hàng tuần cũng trên làn sóng AM 610 kHz thưa quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay, buổi thi cuối cùng chuẩn bị xác định xem ai sẽ giành giải cao nhất của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 4. Ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin chính của buổi chung kết xếp hạng và trao giải ngày hôm nay. Tin do biên tập viên Ngọc Thu thực hiện. Quý vị khán thính giả thân mến, như vậy là đợt thi cuối cùng của hội thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần 2016 sắp khép lại. Các thí sinh đã trải qua hành trình 3 tháng với nhiều kỷ niệm, nhiều bài học ý nghĩa và nhiều giây phút thăng hoa, xen lẫn sự hồi hộp ở từng buổi thi. Không chỉ riêng ở đợt thi này, mà ở cả 3 đợt thi trước của năm 2016 đều có những giọng ca hay xuất hiện. Về chuyên môn, các thí sinh thể hiện rõ kiến thức nhất định của mình trong từng bài thi thông qua cách ca, cách chọn bài ca sao cho phù hợp với từng vòng thi cũng như phù hợp với chất giọng. Các bạn cho thấy mình thông minh, khéo léo trong cách ca, cũng như bản lĩnh ứng biến tốt trên sân khấu. Dĩ nhiên, trong hành trình chinh phục đỉnh cao nhất của cuộc thi cũng còn không ít hạn chế. Nhưng điều quan trọng là từng thí sinh đã cho thấy rõ sự nỗ lực không ngừng hoàn thiện để ngày càng ca hay hơn, ca tốt hơn. Khép lại các vòng thi đầy sôi nổi và hấp dẫn, ban tổ chức đã chọn ra 7 thí sinh để cùng tranh tài ở vòng chung kết xếp hạng và trao giải. Các thí sinh đã có 2 tuần tập luyện vất vả, căng thẳng từ bài vọng cổ cho đến phần thi trích đoạn, mong muốn mang đến cho quý vị khán thính giả những tiết mục hay nhất. Các thí sinh đã chuẩn bị gì và sẽ bứt phá như thế nào ở buổi thi cuối cùng này? Ai sẽ đạt thứ hạng cao nhất của cuộc thi? Quý vị hãy cùng hướng về sân khấu và tiếp tục ủng hộ cho những nỗ lực của các thí sinh ở buổi chung kết, xếp hạng và trao giải hôm nay nhé!
Và kính thưa quý vị, cùng trở lại với cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần và những giây phút hồi hộp và hấp dẫn đang còn chờ phía sau. Phú Hiếu vẫn không quên giới thiệu đến quý vị, đó chính là hội đồng giám khảo của buổi chung kết xếp hạng và trao giải ngày hôm nay. Đều là những gương mặt quen thuộc và kỳ cựu đã gắn bó với chương trình rất nhiều năm thưa quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, chủ tịch hội đồng giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu soạn giả Đăng Minh, ủy viên. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai, ủy viên. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, ủy viên. Xin được trân trọng giới thiệu soạn giả Minh Thùy, ủy viên. Và thưa quý vị, để tạo điều kiện cho các thí sinh ca diễn và tự tin thể hiện khả năng của mình, xin được trân trọng giới thiệu ban nhạc cải lương sẽ hỗ trợ cho các thí sinh ngày hôm nay. Ban nhạc cải lương ngày hôm nay gồm có nhạc sĩ Văn Hải đàn guitar, nhạc sĩ Huỳnh Tuấn đàn kiềm. Vị trí đàn tranh sẽ được chào đón nhạc sĩ Duy Kim, đàn violon nhạc sĩ Hữu Đăng và nhạc sĩ Thanh Tâm đàn organ. Và kính thưa quý vị, khi mà giới thiệu ban nhạc cải lương ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin thành thật thông báo đến quý vị tin buồn. Thưa quý vị, đó chính là nhạc sĩ Văn Hai đàn cò, thành viên đã cùng gắn bó với tất cả chúng ta trong các cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần để hỗ trợ cho các thí sinh. Nhạc sĩ đã qua đời vào ngày 28 tháng 12 năm 2016, quan tại chùa Từ Quang, thị trấn Hóc Môn. Lễ động quan sẽ diễn ra vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2017 và an táng tại quê nhà. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần, xin chia buồn cùng với giới sân khấu và gia đình nhạc sĩ Văn Hai. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại với không khí ngày hôm nay. Hy vọng là các thí sinh đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có thể cống hiến đến chúng ta những tiết mục thật là hay với buổi chung kết xếp hạng và trao giải ngày hôm nay. Thưa quý vị, do thời lượng của các buổi vòng chung kết, đặc biệt là buổi chung kết xếp hạng trao giải ngày hôm nay rất là xích sao, cho nên chúng tôi xin dành lại những phần giao lưu và tiết mục đọc thư của khán thính giả để dành thời lượng cho toàn vẹn các phần thi. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn giữ lại một phần thi, đó là ca cổ qua điện thoại. Cho nên là quý khán giả nào chúng ta đang lắng nghe qua làn sóng radio và qua truyền hình cũng sẵn sàng tham gia vào phần thi này quý vị nhé. Mỗi buổi thi thì chúng tôi sẽ đặc biệt dành cho 3 khán giả giấu mặt gọi điện thoại về cho chương trình để tham gia phần thi ca cổ qua điện thoại. 2 giải thưởng dành cho quý vị đó chính là 500.000 đồng và 300.000 đồng. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ giao lưu để xem là các khán thính giả dành tình yêu thương của mình như thế nào với cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần. 2 số điện thoại để quý vị gọi đến đó chính là 0838223285 và 0839105934 để đăng ký giao lưu. Hy vọng nhận được sự yêu mến từ phía quý vị. Còn bây giờ, trở lại buổi thi ngày hôm nay, thể lệ thi cũng rất đơn giản thôi thưa quý vị, là một trong những thể lệ quen thuộc với chúng ta. Ngày hôm nay thì lần 1 các thí sinh sẽ lần lượt thi đơn ca trọn vẹn một bài vọng cổ tự chọn. Và lần 2 các cặp đôi qua Bắc Thâm sẽ ca các trích đoạn cải lương tự chọn, trong đó có các bài bản tài tử. Lần 1 hát đơn, hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm nhưng chưa công bố điểm. Và đợi đến khi lần 2 các cặp kết đôi với nhau thi một bài ca vọng cổ trọn vẹn xong thì ban giám khảo sẽ chấm điểm và cho điểm từng phần, phần 1 và phần 2 như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ biết được số điểm tổng kết cũng như lời nhận xét từ phía giám khảo dành cho các thí sinh. Hy vọng với thể thức như vậy thì chúng ta rút ngắn được thời gian cũng như dành trọn vẹn phần nhận xét của giám khảo cho các thí sinh chính xác hơn, qua đó giúp các bạn có thể tự tin và tỏa sáng trên bước đường sự nghiệp của mình. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để bắt đầu tiết mục đầu tiên của buổi thi hôm nay ạ. Thưa quý vị, với phần dự thi đầu tiên ngày hôm nay mà quý vị cùng gặp gỡ với một thí sinh quê quán tại thành phố Cần Thơ, sinh năm 1981, sẽ gửi đến quý vị khán thính giả, đó chính là bài vọng cổ Làm Rễ của tác giả Huyền Trang. Một tràng vỗ tay ủng hộ tinh thần cho thí sinh mang số báo danh 23, Nguyễn Văn Nhân. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cần Thơ yêu dấu, quê mẹ nghèo nhưng đầy ắp những tình thương. Tân Phú ơi, xóm nhỏ ven sông như chưa đầy bao kỷ niệm tha thiết, tình quê ngọt ngào, tình mẹ trang chứa đầy vơi như con nước suối dòng. Tình của mẹ yêu thương
của cha tôi thương nhớ trong lòng. Cuộc sống nghèo phải ngày đây mai đó lên thị thành tìm kế sinh nhai. Qua bao năm tháng lòng công sự gian khổ, chỉ mong có một ngày được tròn đạo yêu anh. Rồi thời gian tư tâm thoáng trôi qua, đã 4 năm trời nhưng cuộc đời đầy gian khổ. Xong phần dự thi của mình, quý vị thấy không ạ? Khác hẳn ở vòng bán kết không ạ? Đầy tự tin, đầy bản lĩnh đúng không? Đó chính là những gì mà các thí sinh
của buổi chung kết xếp hạng và trao giải ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những điều bất ngờ như vậy. Bây giờ tiếp theo mời quý vị cùng gặp gỡ với gương mặt thí sinh thứ hai, quê quán tại Cà Mau, sinh năm 1981. Trong những vòng ngoài thì bạn được giám khảo nhận xét là có một cái làn hơi rất là dày dặn và một cái sức khỏe rất là tốt. Không biết rằng bạn đã tận dụng được lợi thế đó như thế nào trong phần thi tiếp theo sau đây. Thưa quý vị, lựa chọn bài vọng cổ Nhớ Anh của tác giả Tây Giáo và Thanh Bình. Mời quý vị cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 62, Nguyễn Thị Tuyết Minh. Sát sàng sống ở dưới
lắm cùng em. Sung sướng vô biên, ngồi tựa vai anh để nghe anh nói chuyện ân tình. Hạnh phúc chào dân khó lòng em mong đợi. Khi tình giấc giật mình, mới hay là đang thổn thức thâu canh. Đây là thư xanh em viết cho anh lời thương lời. Tình thương đậm vì có lời lẽ nào nói hết chuyện tình yêu. Nhớ đến anh em nhớ thật nhiều, nhưng biên giới đang cần người chiến sĩ. Anh hãy an tâm hoàn thành công tác, vì lòng em đã có anh người chiến sĩ biên phòng. Trăng nhạc Thanh Sơn lựa chọn tiết mục dự thi này, quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một thí sinh mà trong các vòng bán kết và chung kết trước đó thì được giám khảo nhận xét là diễn như là một thí sinh chuyên nghiệp vậy. Vâng, và với phần dự thi này, mời quý vị cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 36 Đoàn Trung Hậu. Một tràng vỗ tay thật lớn khích lệ tinh thần ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồng bằng châu thổ, Sóc Trăng ơi, tình người nghĩa đất cho cuộc sống ấm no bằng dòng sữa mẹ chan chứa yêu thương nơi bùm sông quê mình. Dầu dài nắng dưới thôn xóm thanh bình, từng giọt mồ hôi tuôn rơi ướt đầm những thắm trường tình chan chứa yêu thương. Dòng sông hiền hòa chảy về ba ngã, mát cả đôi bờ thắm đường tình quê, cho nước ngọt về đồng tươi mát ruộng nương. Hương lúa sông trăng thơm lừng trong nắng mới. Tình quê chung sức dừng xây, giờ đây bùm sông yên vui, thôn xóm luôn yêu thương. Dòng sông mát như sữa mẹ, về thăm cô gái người qua. Đường đi trường Khánh còn xa thôn ngát tiền, qua chẳng chứa tình nồng. Không phải trong mơ mà là sự thật, như một bức tranh quê đầm ấm biết bao tình. Rằng bầm thưa chạy dài trên sông nước, ôi xanh ngắt một màu trên vùng đất Phù Sa. Hương vị nồng nàn bánh tía thơm ngon, khi đến vùng thôn anh không sao quên được. Tình đất tình người lòng luôn chan chứa, trai gái đêm ngày lao động hăng say. Tâm thâm người bạn Khmer nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn. Sóc sơ bay bòn tâu na bòn tâu na bòn thôn làng.
bừng sống đêm nay ca hát rộn ràng. Trai gái nơi đây đón chào ngày hội, cô gái dịu dàng trong đều lâm thôn. Anh ra bộ hát dù kê cái thân hình sống rồi, em cùng lượng mình theo tiếng nhạc lời ca. Ngày hội qua đăng đang về trên đất mới, tô điểm cho quê hương thêm rạng rỡ tuyệt vời. Cũng thơ mẹ lời hát ngọt ngào, tình quê say đắm dòng sông tâm mát quanh năm, vui với ruộng đồng chung thủy sắc son. Nhẹ hát dù quê xưa nơi này ta hẹn cùng nhau, dù đi cũng điểm năm châu lời hứa ban đầu. Son sắc dù ở nơi đâu không phải nhạc giang mình, nhớ lụy che xanh hàng dừa rợp bóng, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Cảm ơn Sóc Trăng đã cho ta mùa hội, nhớ mãi trọn đời đêm lễ hội qua đăng. Chúc mừng thí sinh đoàn trung hậu vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Quý vị cũng thấy vừa rồi chính là phần dự thi của thí sinh mà chịu khó đầu tư trang phục cho từng tiết mục của mình nhất. Hy vọng với sự đầu tư đó sẽ đem đến cho quý khán thính giả sự mới lạ và giúp cho tiết mục thăng hoa và giành số điểm cao từ phía hội đồng giám khảo. Còn bây giờ liên tục chương trình, mời quý vị sẽ gặp gỡ với một cô gái đến từ An Giang thưa quý vị. Lựa chọn bài vọng cổ Trọng Thủy Mỹ Châu của nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh mang số báo danh 54 Ngô Thị Kim Sang. Một tràng vỗ tay khích lệ tinh thần ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết ông về con trẻ chớ băng, cha lo lắng băng quăng khi con thờ đau yêu. Bóng tự thật đang xéo ngồi hồn ta.
con xin gạt lệ cha già lần sau cuối trước phút ta từ phụ tử biệt ly. Chúc mừng Kim Sang hoàn thành xong phần dự thi của mình và nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ từ phía quý vị khán thính giả. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục gặp gỡ với một thí sinh tiếp theo đến từ Kiên Giang, thưa quý vị, với số báo danh 16 là Nguyễn Thị Tám. Trong vòng trước thì nếu quý vị còn nhớ, tiết mục Lý Quả Kêu đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía hội đồng giám khảo, qua đó đã mang đến số điểm nhất định để giúp cho Nguyễn Thị Tám có mặt trong buổi chung kết xếp hạng và trao giải ngày hôm nay. Ngay bây giờ Nguyễn Thị Tám sẽ lựa chọn và gửi đến quý vị bài vọng cổ Trồng Xa của tác giả Hoa Biển để xem Nguyễn Thị Tám sẽ thể hiện như thế nào. Một tràng vỗ tay để chào đón thí sinh Nguyễn Thị Tám. Chồng về ưa môn, biết anh cũng để ý thương tôi, nên chờ hoài mà anh không chịu nói. Má nhắc cái tính đàn ông đó, biết người ta có thật lòng thật dạ, sợ mang tiếng lời thề, nên em đành đi lấy chồng. Nàng máu cũng nghiêng nhào binh rinh, muốn chờ em đi nhưng cứ lần lơ buồn. Thân gái lấy chồng xa, có ai muốn bao giờ? Xuân đâu đợi chờ câu mơ ngon, mai môi tới nhà em đành phải thuận ưng. Nghe nói quê chồng xứ sở đồng bưng, nhà cửa lứa thưa sông ngồi chẳng chết. Lỡ lớn rồi sao được thôi lời ơi, ngày tháng trôi nhanh cũng sẽ quên dần. Chiều chiều bâng khuâng
gần 7 năm. Sau khi bé Hiền lớn khôn, em mới dắt nó về thăm quê ngoài. Cái xứ sở buồn hiu sớm chiều quanh dân, mỗi giấc quanh năm bám lấy dân sao lâu quá mới chịu về thăm ngoại. Bộ ngon canh ngọt cơm rồi quên xứ sở phải không con? Tội nghiệp thằng Thành, bữa nào nó cũng đến thăm. Nó nói ngày xưa nó thương con thật lòng, nhưng nó không dám nói. Cái thằng coi vậy mà chắc lòng chắc da, không biết nó chờ ai mà giận mình. Cuộc sống con người mà ai tránh khỏi rủi ro. Nắm lấy tay em ấp chân tràn hạnh phúc, anh sẽ nói lời yêu tìm em bóng nghẹn ngào. Má mỉm cười, hai đứa cũng xứng đôi, thôi thì con ưng nó cho có người sống. Chúc mừng Nguyễn Thị Tám hoàn thành xong phần dự thi của mình. 88K mà Hiếu ở trong Hiếu xót xa. Tại vì Tám nói là Tám chưa có hồi phục công lực sau khi buổi chung kết trước, là Tám sức khỏe chưa đảm bảo đó, mà ca vậy là được rồi. Bây giờ Tám vô chuẩn bị phần dự thi tiếp theo. Mình rảnh mình Tám sao nha Tám. Thưa quý vị, chúng ta cùng liên tục chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng gặp gỡ với một thí sinh tiếp theo. Thưa quý vị, thí sinh này được giám khảo đánh giá trong vòng chung kết trước, đó chính là có giọng ca, tuy nhiên thì nhịp vẫn chưa đều đặn và cái cột hơi vẫn chưa có đầy, đôi khi vào hơi phô và hơi trên. Và để xem với hai tuần chuẩn bị thì bạn sẽ mang đến phần dự thi như thế nào. Mời quý vị cùng đến với tiết mục bài vọng cổ về quê ngoại của tác giả Nguyễn Minh Tuấn với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 01 Bùi Xuân Đào. Mời quý vị cùng thưởng thức. Ai
một lòng thương ngoài. Dẫu nhà ngoài nghèo xíu dẻo ở gian sông, bờ kinh tắc hành lời mùa này mưa gió trợt trơn. Đường về ngoài sáng đi chiều tươi, công việc bên chồng à con phải đảm đương, nên lâu về thăm để ngoài buồn ngoài nhớ. Tôi để lại trong con một nỗi
Mừng Xuân Đào đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Thưa quý vị, như vậy là rõ ràng đã có sự cải thiện rõ rệt so với vòng chung kết trước đó. Và thí sinh tiếp theo cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy sau khi được giám khảo đánh giá là khi ca còn nhiều khi phát âm không rõ chữ, phải luyện tập lại phần phát âm cho chính xác hơn. Bên cạnh đó là phần ca diễn phải uyển chuyển hơn nữa. Và để xem là sự chuẩn bị và đặc biệt là sự lựa chọn bài vọng cổ mà chúng ta đã quá quen thuộc, đó chính là Phạm Lãi Biệt Tây Thi của nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Thì thí sinh mang số báo danh 66 Lê Văn Nhu sẽ thể hiện mình như thế nào? Mời quý vị cùng đến với tiết mục dự thi của thí sinh này bằng một tràng pháo tay thật lớn cổ vũ tinh thần ạ. Ngô quốc muôn trùng thâm thầm xa. Bát ngát trùng dương
nàng về chốn mây nhớ ta chăng. Cứ đêm nhan sắc làm gương dâu, để nát đời qua kiếp má hồng. Tây thi ơi, làm sao ta quên được nơi Trữ La thôn, nhìn ai đang dù lùa. Lòng bâng khuâng chan chứa mong măng tình. Hạ bút đề thơ ca ngợi nét khuynh thành. Nhưng Tây Thi ơi, tình quê hương dần nặng, ta phải đành gạt bỏ tình riêng. Rồi đây tiếng cười của em có làm sụp đổ Ngô Bác, để trả cảnh thù nhà hận. Nhưng nhớ đến giờ chia ly, não ruột đã làm cho ta tê buốt căng trường. Buồn phủ kinh mặt trường gian, chúc tình lữ thư sầu gai rứt, xin gửi trao ai áo ngự. Sông biết lên đến con thuyền nước sông, chốn Ngô Bàn rồi đây Trữ La thôn mây nước sẽ đều hiu, vì người đẹp không bao giờ trở lại. Trữ La giăng bóng em rồi, người yêu đâu nữa mong đợi tiêu tan. Chúng ta còn một tiết mục nữa, không sao cả, chúc cho bạn tiết mục tiếp theo chúng ta sẽ dự thi thành công hơn nha. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị, ủng hộ tinh thần. Quý vị thấy đó, không đơn giản một chút nào để có mặt ở buổi chung kết xếp hạng và trao giải ngày hôm nay. Hy vọng là các thí sinh vừa rồi là 7 phần trình diễn đặc sắc chúng tôi đã gửi đến quý vị trong phần đầu tiên của buổi chung kết xếp hạng và trao giải của cuộc thi tuyển chọn trọng ca cải lương hàng tuần của buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là phần sau sẽ còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi quý vị. Còn bây giờ xin dành ít phút cho quảng cáo, quý vị đừng đi đâu nhé, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Quà tặng đặc biệt Vũ Đông Xuân, mua 2 bao phân bón đầu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy phân bón Bình Điền Long An, nhận ngay một cục xà bông thơm. Thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần năm 2016 diễn ra vào lúc 14 giờ đến 15 giờ 45 và mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần tại Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh với nhiều độ tuổi khác nhau đến với cuộc thi để được thể hiện tài năng của mình qua các thể loại như đơn ca, song ca, ca hài, trích đoạn cải lương. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần năm 2016 được phát thanh trực tiếp trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý khán giả đón xem.
Chào mừng quý vị khán thính giả đang trở lại với cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 4 năm 2016. Và hôm nay là buổi chung kết xếp hạng và trao giải của cuộc thi. Và chúng ta đã vừa trải qua những phần dự thi đầu tiên của các thí sinh. Quý vị vẫn đang theo dõi trên làn sóng AM 610 kHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng với kênh HTV1 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, thương hiệu đầu trâu, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và thưa quý vị, trở lại với phần dự thi tiếp theo thì Phương Hiếu cũng xin chia sẻ đến quý vị thông tin. Như vậy là ở lần 1, các thí sinh đã thể hiện khả năng hát đơn của mình qua các bài vọng cổ. Bây giờ, các thí sinh sẽ thi lần 2. Các giám khảo sẽ lần lượt nhận xét và cho điểm riêng cho từng thí sinh. Các cặp đôi sẽ ca một trích đoạn cải lương có bài bản tài tử. Và đây chính là một nét mới của cuộc thi và cũng là một trong những thử thách không hề nhỏ đối với các thí sinh. Như quý vị cũng thấy thì có những thí sinh lần đầu tham gia dự thi và khả năng diễn xuất cũng khá là hạn chế. Tuy nhiên, qua sự chuẩn bị và tập luyện miệt mài trong suốt 2 tuần vừa qua, chúng ta hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những tiết mục dự thi thật đặc sắc và hấp dẫn, thưa quý vị. Và bây giờ, đến với tiết mục dự thi đầu tiên cũng xin được thông báo đến quý vị. Đó chính là với các cặp thí sinh. Quý vị cũng thấy hôm nay chúng ta có tổng cộng là 7 thí sinh cùng tham gia dự thi. Và ở các vòng chung kết, do sự cố là có một thí sinh nam chẳng may bị tai nạn giao thông, nên trong số các cặp đôi sẽ có thí sinh Ngô Thị Kim Sang ở An Giang là thí sinh được ban tổ chức và hội đồng giám khảo xét đặt cách vào vòng chung kết xếp hạng. Và người hát đôi của Kim Sang hôm nay sẽ là một bạn diễn để hỗ trợ cho thí sinh Kim Sang. Cho nên là chúng tôi hy vọng rằng hội đồng giám khảo sẽ dành sự chú ý cho thí sinh Kim Sang và đưa ra nhận xét cũng như chấm điểm cho thí sinh này. Hy vọng là chúng ta sẽ đặc biệt đến với những tiết mục hấp dẫn ngay bây giờ quý vị nha. Còn bây giờ Phiếu xin được giới thiệu ngay luôn tiết mục sự kết hợp đầu tiên ngày hôm nay sẽ thông qua và được gửi đến quý vị sau phần thông báo danh sách của tuần sau để chúng ta cùng dễ dàng theo dõi hơn. Như quý vị cũng biết thì với tuần sau chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vòng bán kết buổi 1 của giọng ca cải lương đợt 1 năm 2017 thưa quý vị, dành cho người cao tuổi, vô cùng hấp dẫn và được các cô chú rất đón đợi. Xin được giới thiệu đến quý vị các thí sinh sẽ góp mặt trong buổi thi bán kết vào tuần sau. Đó là thí sinh Trần Bá Cường, Dương Kim Sang, Lương Văn Nguyên, Nguyễn Văn Thôn, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Thược, Trần Lệ Thu và Huỳnh Thị Thu Đông. Mời các thí sinh có tên cùng đến với Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ở số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 năm 2017 để bắt thăm và đăng ký bài ca chuẩn bị cho buổi 1 của vòng bán kết được diễn ra vào chiều thứ Bảy cùng ngày. Khi đi, các thí sinh vui lòng mang theo chứng minh nhân dân. Vâng, và đó là thông báo của chúng ta. Còn bây giờ, mời quý vị cùng trở lại với không khí của buổi thi chung kết xếp hạng và trao giải hôm nay. Thưa quý vị, sự kết hợp đầu tiên như đã giới thiệu đến quý vị khán thính giả đó chính là thí sinh Ngô Thị Kim Sang. Lựa chọn trích đoạn Bên Cầu Dệt Lụa của tác giả Thế Châu với sự hỗ trợ của Lê Khánh Văn. Mời quý vị cùng đến với tiết mục dự thi đầu tiên này. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Loa, 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 loa. 10 năm đèn sách, lông dân dập hội, chỉ nở một lần qua, lệnh vua truyền khắp nơi khắp chốn gần xa, ai là sĩ tử có tài, hãy lên đường lai kinh ứng thí, loa, 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 loa. Tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi 2 tiếng công tử, nghe nó chua xót quá. Công tử còn giận không? Tôi nào dám giận, mà làm sao tôi dám giận trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ dành tặng cho một kẻ đã xa. Cho dịu lòng đắng cay
đợi chờ. Dân quốc hồn ai biểu bơ ơi, tôi là người mang nặng nợ ơn nghĩa tiểu thơ đáp tạ mấy cho. Học đòi như trang nghĩa phủ ngày xưa, đã cấp tóc mang lấy tiền tiền chồng lại kinh ân đây gói hành trang chăng chưa một thâm tình, và số bạc mòn em đã chắc chiêu qua những tháng ngày nắng mưa tận tao. Xin trang trọng trao tay ai ân cần đưa tiền kè đăng trên. Gửi gắm vào tay tâm sự của riêng mình, em dám người muốn bên cầu dựng quán là đã bước xa khỏi dòng lệ giao thị. Ngày bán vũ đề tết em không dám mong được cùng ai vui đào. Chỉ xin già hương chút nghĩa tương tri với cha em, hãy nhé đi động trong tâm chân tình nàng tha thiết quá. Nhưng cứ nói gì đây khi mình vẫn cắn đôi tay. Còn đây manh áo lụa em đã kết bằng tơ tâm sự, đêm từng đêm em đã không trông mai giờ chánh hình chung mong mai chập chờn hết ánh lửa cố xưa luôn ra vào cuộc sống đầy hồng kinh miệng đọc sách chán chán tai nghe đập mùi em cố dệt cho rồi cho chàng tiếp mùi lai kinh đã len vào từng kẻ tóc chân tơ.
lạc ở nơi đây. Phương phong trần trời đất cũng la lai, trong nỗi đắng cay có nhiều gì ngọt thơm nồng. Xin chàng đừng lặng quá âm thời mà đối xử với gia đình. Không, Quỳnh Nga. Tình của em thì cao vời như ngọn cây sơn, cay đắng ngày nào không còn nữa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng đi giữ vẹn sắc son, em xứng đáng chạy danh liệt phụ. Đời dấu cơ cực mà qua nhiều hạnh phúc, ta biết nói làm sao cho vẹn. Dòng bay tự tài tùy chung dẹn dừng đưa vàng vàng dặm đắng trình lòng như bóng dặm gần vàng. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Khánh Văn đã hỗ trợ cho phần dự thi đầu tiên vừa rồi của thí sinh Ngô Thị Kim Sang. Thưa quý vị, rõ ràng là với tiết mục dự thi đầu tiên thì Phương Hiếu muốn hỏi một cảm xúc nhanh thôi từ phía hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ Tú Ngọc Mai, với tiết mục dự thi đầu tiên vừa rồi thì có điểm gì khởi sắc và điểm gì mới, và cái cảm nhận của giám khảo trong tiết mục đầu tiên là như thế nào ạ? Cảm nhận ngắn thôi ạ. Nói chung là... Dạ, xin mời micro ạ. Cái cảm nhận ngắn khi theo dõi tiết mục vừa rồi như thế nào ạ? Nói chung là tôi thấy hai bạn diễn thì nó cuốn mình theo cái lớp diễn. Dạ. Nói chung là các bạn không, Lê Khánh Văn thì không nói rồi, em thì đoạt giải ở đây Bông Lúa Vàng hồi trước rồi, thì vẫn giữ được phong độ. Nhưng mà cái này không biết hai em tập với nhau có nhiều không, nhưng mà tôi theo dõi thì tôi thấy cuốn theo cái nhân vật là tình cảm các em diễn rất là tốt, ca diễn đều tốt. Dạ, vậy đây, bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ lại Ngô Thị Kim Sang và để lắng nghe chính xác hơn cũng như là trực diện hơn về thí sinh này. Xin mời Ngô Thị Kim Sang trở lại sân khấu để đến với phần nhận xét và cho điểm từ phía hội đồng giám khảo ạ. Rồi, xin chào Quỳnh Nga. Dạ, Quỳnh Nga đang trên sân khấu ạ. Xin mời các vị giám khảo đưa ra nhận xét và cho điểm cho thí sinh này. Thí sinh Kim Sang ở tiết mục đầu tiên thì ca diễn rất là đạt, tuy nhiên mà mình diễn quá nhiều, do đó cái lời ca của mình nó bị không có chính chữ, cái lời nó bị tưa ra. Cô cố gắng là mặc dù mình diễn nhưng mà mình phải vẫn giữ ca, tại đây mình phải chú trọng ca. Còn về cái phần tiết mục vừa rồi, tôi bạn Khánh Văn đã ca rất là hay, làm cho cái tiết mục này nổi bật. Tôi chỉ ước ao sao nếu tôi mà có một cái người như vậy chắc tôi đậu tiến sĩ lẹ lắm. Dạ. Cảm ơn lời khen của nghệ sĩ. Do đó là tôi ý nói vậy, là ý nói là Kim Sang ca bài này hay, thì tôi cho cái bài trích đoạn này 19.77, còn cái bài ca trước thì 19.74. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Thạch Sĩ Huỳnh Khải. Xin mời vị giám khảo soạn giải Đăng Minh ạ. Em Kim Sang ca cái bài giọng cổ đầu
thì em ca lòng câu rất tốt, nhưng mà hai cái câu vô em đều bị gãy, nó bị đuối, sao nó bị nát hai cái câu vô. Em lưu ý cái đó, câu vô vọng cổ là câu hay nhất, em chỉ chú ý tới cái lòng câu thôi, nhưng mà hai câu vọng cổ là em ca nó hơi hụt một chút và nó vô không được ngọt. Thành ra và hai câu vô giống nhau, để ý cái đó, nên lựa hai cách vô khác nhau. Thì bài vọng cổ là tôi chấm em 19.74. Riêng cái trích đoạn thì dường như là đúng là em ca mà có diễn thì em ca tốt hơn. Thành ra là thấy Quỳnh Nga cũng dễ thương, cho nên tôi chấm 19.77. Cảm ơn Soạn Giả Đăng Minh ạ. Chúc mừng Quỳnh Nga. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Với bài giọng cổ đầu thì Kim Sang đã được mà giám khảo Quỳnh Khải và giám khảo Đăng Minh đã góp ý với em rồi, thì chị cũng không có gì để góp ý với em. Những cái đó là những cái mà mình rút kinh nghiệm. Vì hai câu giọng cổ nó rất là quan trọng, cho nên em phải là câu đầu em có một cách ca khác và câu sau em phải có cách ca khác, thì làm cho gây sự chú ý cho người nghe hơn. Với cái bài tự sự như vậy thì chị nghĩ là em ca là rất là tốt, vì để đó là một cái lời tự sự mà em ca có diễn trong đó thì rất là hay. Cho nên là bài ca cổ chị cho em là 19.76 điểm. Và qua cái trích đoạn này thì ở đây chị muốn nói là cái trích đoạn thì em làm cũng rất là tròn trịa. Nhưng mà có một cái chút xíu góp ý thôi, sao Quỳnh Nga mà bận cái váy gì đâu mà ngắn dữ vậy nè hả? Tại sao vậy? Phải để cái váy cho nó che quốc cái đôi giày của mình, chứ đôi giày của mình đã là tay rồi. Mình bận cái bộ đồ thì thời xưa mà lại cái đôi giày lại tay quá, mà lại để cho khán giả người ta thấy rõ ràng luôn vậy đó. Rút kinh nghiệm nha cưng, mà cái này không có trừ điểm, chị nói để cho em rút kinh nghiệm thôi. Bằng cái váy. Dạ, cái váy. Cái trích đoạn nữa là chị cũng... đây là một cái lỗi, nhưng mà chị nghĩ rằng lại là có thể cho qua được và khen em là em khôn. Có nghĩa là khi mà dứt cái câu 3 đó, quên lời đúng không? Đó là em ráng dệt cho rồi chiếc áo hầu cho càng kịp buổi lai kinh. Quýnh quá gần hết nhịp rồi, bỏ luôn chữ chiếc áo của người ta luôn à. Nhưng mà thôi, cầm áo thì người ta cũng biết đó là chiếc áo. Dạ. Nhưng mà lướt cái này được, bỏ qua được, nhưng mà mốt là rút kinh nghiệm học cho nó rõ kỹ. Tại vì cái văn phong của cái kịch bản này thì em biết rồi đó, nó rất là nổi tiếng, hầu như ai cũng biết, mọi người nghe đều biết là cái từng lời ca, cho nên mình phải cẩn thận cái này chút nha. Với cái trích đoạn này thì tôi cho em là 19.77. Cảm ơn em. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai, bị cuốn vào cái phần trình diễn của Kim Sang, không biết rằng nhận xét cho điểm như thế nào đây ạ? Tại vì tôi cũng không giấu gì quý vị là tôi cũng hơi thương cô em Thanh Hiền của tôi. Mà tôi thấy dáng dấp của Kim Sang diễn sao đưa tay đưa chân sao giống Thanh Hiền. Tự nhiên cái có cảm tình hay sao mà tôi thấy ca rất là mượt mà rất là nhập vai. Dạ. Tôi cũng đồng ý kiến của thầy Quỳnh Khải, tức là khi em diễn xuất em đừng có sa đà quá, rồi nó mất cái hơi của mình đi. Thành ra cái bài đầu của em ca không được tốt như cái bài sau. Thì cái đó khắc phục rất là dễ thôi, phải không? Chị rất là khen, cô rất là khen em ở cái chỗ là em nhập vai rất là nhuyễn, rất là hay. Phát huy cái đó để em càng tiến xa hơn nữa. Xin hết. Dạ, số điểm ạ. Xin mời ạ. Dạ, số điểm bài đầu thì Mai cho em là 19.56, 7.76. Và cái điểm dạ. Thứ hai là 19.77. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai. Xin mời Soạn Giả Minh Thùy. Về thời gian thì cũng không thể nói nhiều được. Đó. Bây giờ các vị giám khảo kia nhận xét hết rồi. Thôi, tôi chỉ nói cái này thôi. Chú ý Kim Sang. Vô giọng cổ, mấy lần vô giọng cổ là coi như là nó không được chính âm lắm, nó hơi bị phô cái hò xuống giọng cổ. Thì chú ý cái đó, cái này có nhiều khi không biết do lực, sao có nhiều khi có, thường những người mà thiếu lực thường hay bị cái đó lắm. Còn về trình độ thì nói rồi, nói chung là ca có bản lĩnh, có nhường diễn. Cái đó thì tôi nhận xét thế thôi, còn không có nói gì nữa thêm. Còn Lê Khánh Văn thì khỏi nói rồi, rất, rất mừng Lê Khánh Văn. Là tới năm nay mà phong độ còn rất là ngon, giọng ca còn khỏe, còn ngon lắm. Thôi rồi, nói chung là chúc mừng Lê Khánh Trăng và cũng chúc mừng Kim Sang. Tôi thì ngắn gọn thế thôi, cũng nói chị nhiều nữa. Dạ, số điểm ạ. Số điểm thì
Bài thứ nhất Ngô Thị Kim Sang thì tôi cho 19.73. Bây giờ thang điểm tôi từ đầu nó không quá cao. Cái bài thứ hai thì 19.75. Cảm ơn soạn giả Minh Thùy. À, còn Lê Khánh Văn miễn cho điểm. Dạ, chúc mừng Kim Sang, cứ yên tâm đi. Tóm lại phần nhận xét là Quỳnh Nga đẹp. Dạ, tóm lại là vậy thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với sự kết hợp của cặp đôi tiếp theo, sẽ hy vọng mang đến cho quý vị sự bất ngờ. Thưa quý vị, với sự kết hợp từ hai thí sinh qua phần Bắc Thăm Ngẫu Nhiên, đó chính là Đoàn Trung Hậu và Bùi Xuân Đầu. Mời quý vị cùng đến với Tâm Sự Mai Đình của nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Một tràng pháo tay thật lớn đến với tiết mục dự thi này ạ. Trời ơi, làm sao khi rét đôi gió trắng có sẵn, làm sao ăn, làm sao kiếp được ngồi trong mộng để trả thù duyên kiếp phụ phàng. Ơ kìa, Mai Đình, em đến thăm anh đó à? Dạ. À, Mai Đình, hồi nãy em nói chuyện với bác sĩ Phú. Nó nói gì với em vậy? Bác sĩ nói em đến đây chăm sóc cho anh. Chăm sóc cho anh? Nhưng ở đây có y tá, có điều dưỡng, không cần đâu em. Nhưng những người đó họ không thể nào chăm sóc cho anh được. Sao vậy? Tại vì anh đã... Trời ơi, cho tới bây giờ mà họ vẫn giấu kín bệnh trạng của tôi. Họ buộc tôi phải xa lánh loài người. Họ buộc tôi phải cô độc. Nhưng bên anh vẫn còn có em, còn có Mai Đình. Mai Đình? Mai Đình cũng chỉ là một giai đoạn. Sau này người ta nói tôi bệnh cùi bệnh hủi gì, liệu Mai Đình có... Thôi anh đừng có nói nữa mà. Đừng nói nữa. Vậy thì hy sinh cái gì? Tình nguyện cái gì? Hãy về đi. Hãy về đi cho tôi yên. Tôi thật là vô lý. Mai Đình, từ Quy Nhơn vào đây em thăm anh, đúng ra anh phải có những lời lẽ an ủi em mới phải. Còn đằng này anh lại xua đuổi. Giận anh nha em. Anh thương em. Anh xin lỗi em nha Mai Đình. Đừng khóc nữa em. À, cậu Phú đâu rồi em? Cậu Phú đi chợ Đà Lạt rồi anh. Sao em không ra chợ Đà Lạt chơi? Ở ngoài đó vui lắm. Ở đây em không có quen với nỗi buồn của bệnh viện đâu. Em không ham vui. Em đã quen rồi nỗi buồn của thời thơ ấu. Dạ, biết đâu rồi đây em sẽ buồn suốt cuộc đời. Nỗi buồn của em to lớn quá. Anh tưởng anh mang kiếp thi nhân là sẽ gánh vác hết nỗi buồn của thiên hạ. Nào ngờ còn một người lại là em. À, Mai Đình, em có mang bài thơ theo không Mai Đình? Bài thơ nào vậy anh? Bài thơ năm cũ. Dạ có. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại quãng đời ngây thơ. Bye.
quá phong rồi. Anh Trí, tại sao? Tại sao người ta không nói với tôi là tôi mắc bệnh phong côi? Anh Trí, tại sao người ta mang giấy xét nghiệm của Mai Đình mang tới? Tại sao? Tại sao? Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đâu. Và một bài thơ nét
chẳng còn ai đến đây để mà dằn vặt. Không lẽ đời của em mãi chịu thiệt thòi. Rồi ý nghĩa cuộc tao ngộ thương đau. Hàng mặt tử chỉ là một bức danh mà người ta có thể quên khi nguồn cơn đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng dần trăng sáng, khi anh là phế nhân sống số kiếp tận nguyện. Bất nhiệt là cái tên nguyện trọng chi của anh, cái tên mà người ta có thể quên, nhưng em mang vào hồn tin rất dừng. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Anh Trí thưa quý vị, Phương Hương rất ấn tượng một câu ở trong cái phần biểu diễn này. Tuổi xuân thời anh đã dâng hết cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận mang về làm bảo vật. Mà rõ ràng nếu mà phiên bản Hàng Mặc Tử này thì Mai Đình lời chắc Hàng Mặc Tử còn ngon lành. Phải không ạ? Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại cặp đôi Trung Hậu và Xuân Đào để lắng nghe những nhận xét và cho điểm từ phía hội đồng giám khảo. Xin mời hai bạn ạ. Ngon lành đúng không ạ? Hàng Mặc Tử giờ ngon lành. Chúc mừng Mai Đình. Xin mời nhận xét và cho điểm từ phía đầu giám khảo ạ. Bạn Xuân Đào ca nhịp nhàng rất là rõ ràng, phát âm cũng rõ ràng. Tuy nhiên mình cần phải chú ý âm giai, tức là từ cái nhịp này tới nhịp kia thì trúng ngay cái chữ nhịp thì bạn ca đúng, nhưng mà trong cái lòng từ cái nhịp này qua nhịp kia bạn chưa có chú ý những cái cao độ của nó, do đó mình nghe nó không có chính dây. Kể cả hai tiết mục đều như vậy. Và cái phần diễn thì chưa có sâu lắm. Do đó cái bài trước, bài giọng cổ trước tôi cho 19.73, bài trích đoạn thì 19.74. Riêng bản Trung Hậu thì tôi có cái kinh nghiệm như thế này. Bạn ca rất là chính xác ở bài giọng cổ, bởi vì cái bản khi mà tăng nhạc đó, qua giọng cổ hai cái chủ âm của nó không có đồng nhau. Bạn thì bạn vừa nghe đàn guitar rao thì bạn vô chính dây được, nhưng mà người nghe thì người ta chưa có kịp chuyển qua. Do đó chú ý mai mốt mình dựng tăng nhạc cái chủ âm như thế nào thì cổ nhạc chủ âm nó ăn với nhau. Nếu không ăn thì dứt cái tăng nhạc, nó phải có một cái đoạn nhạc coda để mà nó chuyển qua cho cái người nghe. Tức là ở đây mình phục vụ người nghe đó, cho người nghe họ chuyển cái dây theo cho nó kịp thì nó mới hay hơn. Ở cái phần bài giọng cổ thì cho bạn 19.73 và cái phần trích đoạn thì 19.75. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải. Xin mời soạn giả Đăng Minh. Em Hậu thì khi em ca bài giọng cổ là em lên không tới. Em vô câu giọng cổ em bị đuối hơi. Cái giọng cổ là em ca không có đạt, không bằng những lần trước. Em dường như bị, có lẽ là bị khan tiếng hay sao đó. Cho nên là cái câu bài giọng cổ là em ca không hay. Ca tròn thôi chứ không có gì đặc biệt. Cho nên bài giọng cổ là tôi cho em 19.70. Riêng cái bài trích đoạn này thì nó có khá hơn, tức là hơi em nó thanh thoát hơn. Có cố gắng thì trích đoạn thì tôi cho 19.74. Riêng Xuân Đào thì em ca cái bài giọng cổ, cái bài về quê ngoại thì em ca nó còn khờ lắm. Tức là ca đúng bài thôi, chứ còn thật sự ra thì nó chỉ tròn thôi chứ nó... Nhưng mà so với em những dòng trước thì em có chững chạc hơn, chín chắn hơn. Nhưng mà cái bài về quê ngoại là cái bài rất khó hát chứ không phải dễ đâu. Cái diễn cảm nó sâu sắc lắm.
Thành ra cái bài giọng cổ tôi chấm em 19.74. Riêng cái trích đoạn á thì em ca Văn Thiên Tường thì tròn thôi. Nhưng riêng hai câu giọng cổ, đặc biệt là câu 5 thì em ca rất là ngọt. Và nó diễn cảm, nó làm cho xúc động được. Thì để khuyến khích thì cái giọng cổ tôi chấm cho em 19.77. Xin cảm ơn soạn giải Đăng Minh. Xin mời phần nhận xét và cho điểm của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Về bạn Xuân Đào, thì cái điểm nổi bật nhất của bạn là cái chất giọng của bạn rất là sáng. Và bạn lại có một cái nét mặt rất là đẹp, ăn sân khấu, rất là dễ thương. Đây là một cái điều mà cái lợi thế của bạn. Nhưng vì nói đúng như theo anh Đăng Minh thì đúng là bạn là thiếu kinh nghiệm. Vì còn non quá mà. Thành ra là cái sự tự tin của bạn nó cũng chưa có. Và cái kinh nghiệm khi bạn luyến lái và giữ hơi và nhả hơi thì cái điều đó thì chắc chắn là bạn chưa có kinh nghiệm đâu. Nhưng mà có thể là qua mùa nữa, hai mùa nữa thì là bạn đã vững chãi lắm rồi đó. Cái bài hát của bạn tròn trịa nhưng mà nó chưa có thu hút lắm. Vì vậy mà tôi cho bạn là 19.74. Qua cái trích đoạn này thì cái chất giọng bạn nó có khá hơn, tức là cái sự diễn cảm của bạn là tốt hơn. Nhưng mà có một cái là chú ý là khi mình khóc á, bạn phải biết rằng khi vô giọng cổ tất cả mọi thứ đều phải ngưng lại để mình lấy hơi, giữ hơi lại để mình vô câu giọng cổ cho nó tròn. Chứ bạn thả tâm lý theo đó rồi thì bạn sẽ bị xuống giọng cổ, sẽ bị mất hơi, bị khi mình khóc rồi nó không có đủ hơi cho mình hát đâu. Cho nên là chú ý cái vấn đề đó. Và đây cũng là một cái kinh nghiệm, vì bạn nghĩ, tôi nghĩ rằng là bạn cũng chưa có kinh nghiệm, vì vậy là bạn cứ việc thả tâm lý theo đó. Vâng. Thành ra cái khi xuống giọng cổ là bạn bị giữ hơi không được. Dạ. Cái đó là một cái kinh nghiệm ha. Và cái vở này, cái kịch bản này cũng là một cái kịch bản rất nổi tiếng, vì vậy là các bạn khi học kịch bản cũng yêu cầu các bạn nên cẩn trọng là học cho kỹ lời ca, đừng có ca trật văn của người ta, là nó rất là sai cái nghĩa nha. Dạ, bạn các nha. Bạn sẽ rút kinh nghiệm. Dạ. Rồi tôi cho bạn là 19.74 của bạn Xuân Đào trong cái trích đoạn. Và đoạn trung hậu trong cái giọng cổ thì tôi cho bạn là 19.70, và cái trích đoạn thì bạn là 19.76. Cái cách diễn của bạn này tôi thấy là nó hay hơn trong cái bài giọng cổ vừa rồi, và nó cũng có lợi thế cái hơi của bạn, làm như là nãy giờ nó cũng có chất lửa hơn một chút. Bạn là 19.76. Cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, và chúng ta cùng đến với những đánh giá và nhận xét ngắn gọn từ phía các vị giám khảo còn lại. Mời nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai ạ. Về bạn nữ đó thì nói như cô Phượng Loan là có cái sắc dốc rất là dễ thương, sáng sân khấu. Bạn diễn cũng hết lòng đó, nhưng mà đúng là thiếu cái kinh nghiệm. Cô chỉ nói là lần sau bạn thi thì khắc phục cái xuống trầm. Mấy cái dấu quyền là nó quá bị tù. Đó, rồi khi mình diễn mình tiết giảm cái tình cảm của mình lại để không thôi xuống, giọng cổ nó bị đuối thì nó rất là uổng. Chứ cái giọng của bạn thì tôi nghĩ là nếu bạn rèn luyện thêm thì nó sẽ rất là hay và nó sẽ tiến xa hơn. Bài thứ nhất của Xuân Đào thì cô cho 19.73. Về cái diễn bên cái trích đoạn đó thì bạn có khá hơn một chút, là cũng có đi vào nội tâm hơn cái bài hát lẻ. Thì cô cho 19.74. Còn về bạn Đoàn Trung Hậu thì không biết hôm nay về áp lực thi hay là về sức khỏe, mà tôi có nói với anh Minh Thùy là hôm trước em hát rất hay, mà tôi cũng có nhận xét, tôi cũng rất là tự hào về cái diễn xuất, về cái giọng hát của em. Nhưng hôm nay không biết vì cái làm sao mà tự nhiên em xuống hẳn cái bài giọng cổ, làm như nó chưa có nhuyễn á. Thành ra cái phần đầu là cả thầy Minh Thùy và cô không nghe rõ được lời hát, gần như nửa câu của cái câu một đó. Thành ra là em hát cái đúng là giữa cái tân nhạc và cái cổ nhạc nó chưa được quyện với nhau. Thì nói thật là cô rất lấy làm tiếc cho em khi là cô cho em có 19.71. Thành ra là mỗi vòng nó mỗi phát khác nhau, cho nên cố gắng mình phải giữ cái phong độ của mình. Chứ cô cũng tiếc cho hậu dữ lắm. Còn cái bài sau thì em đi vào cái nội tâm nhân vật nhiều hơn. Em diễn khá hơn, em hát hay hơn. Nhưng có một cái là mình là thanh niên, cho nên khi mình nhận được cái tin bất ngờ như thế thì mình không thể mà gào khóc lên như người phụ nữ được. Mình phải diễn sâu vào bên trong nội tâm, chứ không em diễn như thế nó là còn nặng về ngoại hình. Thì bài thứ hai cô cho em 19.75. Rất cảm ơn những nhận xét và số điểm từ phía nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai. Xin mời soạn giả Minh Thùy.
Bây giờ trước tiên là tôi nói ngắn gọn. Như tác giả Đăng Minh đã nói rồi, trung hậu bài thứ nhất là lên, vô giọng cổ lên không tới dây. Từ lên giọng tới dây, vô cái chữ hò thì vô lắm. Tức là tròn nguyên cái bài đó thì trung hậu ca không đạt yêu cầu. Đó, do đó mà cái bài thứ nhất tôi cho điểm trung hậu 19.68. Cái bài thứ hai trong cái trích đoạn thì lại cái giọng sao lại tốt hơn, ca tốt hơn. Tôi chỉ chấm về phần ca thôi, còn diễn thì cũng khó mà nói lắm. Diễn phải có thời gian, còn phải nhập vai để đủ thứ hết. Mà đối với các em thì cái điều này nó cũng mới mẻ quá. Về cái bài thứ hai thì tốt hơn. Tôi cho trung hậu là 19.72. Còn riêng về Xuân Đào thì giọng tốt, giọng bén, sáng. Nhưng mà về kỹ thuật này còn phải nói là còn non nớt quá. Coi như theo ca diễn theo cái lối học trò. Thành là tương lai còn dài thì mong rằng là cháu thì nên cố gắng rèn luyện thêm nữa. Còn non nớt lắm. Do đó mà cái bài cái bài thứ nhất là tôi cho em 19.69. Trong cái trích đoạn tôi cho em khá hơn chút, tôi cho em 19.70. Cảm ơn soạn giả Minh Thùy, xin chúc mừng hai bạn. Vâng, thưa quý vị, một tràng pháo tay khích lệ tinh thần các thí sinh ạ. Quý vị thấy là buổi cuối rồi mà soạn giả Minh Thùy vẫn không nhường cái ngôi là giám khảo tiết kiệm điểm nhất. Dạ. Bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục tiếp theo là sự kết hợp giữa hai thí sinh Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Thị Tám trong tác phẩm Ánh Sáng Phù Du của tác giả Kha Tuấn và Hữu Lộc. Với tiết mục dự thi này, hy vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn khích lệ tinh thần cho hai thí sinh ạ. Anh nè, vậy ăn miếng cháo đi anh. Cháo gì vậy em? Cháo gà. Mà anh biết gà gì không? Gà nồi đó. Tiền ở đâu mà em mua vậy? Đâu có nhiều đâu anh, có mấy cái cẳng gà không hà. Còn cháo á thì em có bà hai. Em nghe bà hai nói ăn cái gì á thì bổ cái nấy. Ăn gan bổ gan nè, ăn tim bổ tim nè. Còn ăn cẳng á thì bổ cẳng đó. Nên em mới mua về cho anh nè. Anh Hạnh ơi, cái chân của anh bị đau á, mà anh ăn cẳng gà là mau hết lắm đó. Anh ăn miếng nghe. Em ăn đi, anh không ăn đâu. Em ăn rồi, phần này của anh mà. Đã nói là anh không ăn mà. Anh không ăn hả? Vậy anh uống thuốc nha. Nè, anh uống đi, uống cho mau hết bệnh. Uống đi anh. Anh có bệnh gì đâu mà uống hả em? Anh đừng có gạt em. Anh có bệnh nè. Bệnh tương tư, bệnh thất tình. Anh nhớ chị Lan. Tối anh ngủ, em còn nghe anh gọi: Lan ơi, Lan, có không? Nè, anh uống đi. Thôi vậy em đi. Anh Thôi vậy anh. Em còn dung bốn bà nhặt một chiếc la xanh sắp dội lìa cành, làm nhật trái đường để nâng bước chân ai. Anh nhớ chị Lan nữa hả?
làng ơi, ánh sáng nào cho em mơ để đời anh lùi vào bóng tối mình. Để chăm sóc cho anh mau hết bệnh. Vậy mà anh... Nhưng làm sao mà thay thế được hả em? Sao lại không được? Thì em cũng đuôi mù, cũng đi ăn xin, có khác gì chị Lan đâu. Em còn thuộc bài hát ăn xin của chị Lan thường hay hát nữa nè. Để em hát cho anh nghe, coi có giống chị Lan không nghe. Ôi tình yêu lỗi em nha Huệ. Tội nghiệp em, tình thương trong em thì đã quá nhiều, mà còn tình yêu thì em chẳng được mãi mãi. Không, em đối với anh bằng tình thương của con người, đối với con người chứ không phải chuyện yêu đương. Huệ ơi, có phải em nghe anh quằn quại trong cơn đau đã làm cho em tuôn trào nước mắt? Có phải em khóc đây là khóc thương cho người cùng chung cảnh ngộ? Cũng là mẹ mất cha, cũng bị hành hạ đánh đập, chỉ còn trở lại trái tim với mộ tâm hồn. Nhưng có về mấy ai nhìn thấu tận tấm lòng. Sao em không phải Đại Lam hả Huệ? Làm sao được hả anh? Bởi mỗi loài hoa đều có một sắc hương riêng của nó. Phải, em nói đúng. Cái áo cái quần người ta có thể mặc mỗi ngày hai mấy lượt, vì nó là một mảnh vải không có trái tim. Còn con người bằng thịt bằng xương, có khối óc có trái tim thì làm sao thay thế được? Vậy mà có những hạng người cáo trợ, họ cho người thay tên đổi họ để làm người giả dễ như chơi. Thật là khôn nạn, khôn nạn, khôn nạn. Anh ơi, anh đừng lỗi Quệ em ơi. Anh xin lỗi em như vậy. Anh có lỗi gì đâu, mà xin em tha thứ. Cũng vì anh mà em chịu nhiều tớ cực, còn anh đối với em thì tình lại hấn hờ. Bao giờ em dám nói tiếng yêu anh, em chỉ chấp nhận đời.
đâu đó. Em đi trả tô cháo cho bà hai. Em nói láo. Em nói thật mà. Huệ à, em giận anh hả Huệ? Em đâu có giận anh đâu. Huệ à, trời đổ mưa rồi, em đừng có đi. Mà em đi đâu? Rồi em ở đâu Huệ? Anh Hạnh ơi, em cảm ơn anh đã có lòng lo lắng cho em. Nhưng em đã quên rồi, đời vô phải trở về cùng sương gió. Bởi đời của em trơ trọi một thân nay đã quên rồi. Với tình em anh luôn hờn, bởi tâm hồn anh chỉ có chị lớn thôi. Trong giấc ngủ chập chờn, anh luôn gọi tên Lan. Em tuổi mận gió buồn dân trong tim. Chiều mưa lạnh lạnh đêm đời coi cũng thân bơ chờ đành. Xin chúc mừng cho Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Thị Tám hoàn thành xong phần dự thi của mình. Vâng, đem tô cháo gà vô đi. Có không? Trời ơi, cháo gà không có khỉ gì trơn trời. Đem vô. Thưa quý vị, một tiết mục kết hợp rất là ấn tượng và dễ thương, đặc biệt Tám diễn ngọt ngào quá, phải không ạ? Một sự kết hợp cũng rất đáng để chúng ta ghi nhận về sự nỗ lực của các thí sinh. Và để xem là hội đồng giám khảo đặc biệt sẽ đánh giá như thế nào. Nhưng cũng xin thưa quý vị là kết quả của buổi chung kết xếp hạng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn vào lúc bản tin thời sự 17 giờ chiều nay cũng trên làn sóng AM 610 kHz. Vì cuộc thi chúng ta có đến 7 thí sinh dự thi ở buổi chung kết, cho nên hy vọng rằng quý vị đón theo dõi khung giờ này để biết chính xác ai sẽ là người đoạt giải cao nhất của cuộc thi quý vị nhé. Còn bây giờ xin dành thời lượng để cho giám khảo sẽ đưa ra nhận xét và đánh giá cho các thí sinh, đặc biệt là hai thí sinh tham gia tiết mục này. Bản giọng cổ thì tôi cho anh bạn Nhân là 19.74, bởi vì bạn ca có một cái vài chỗ ngắt văn, nó làm cho ngắt hơi, lấy hơi, làm cho mất cái ý nghĩa câu văn, đặc biệt là ở cái hò số 2 của câu số 2 là 19.74. Còn cái trích đoạn này thì bạn diễn tôi rất là xúc động. 19.80. Vâng.
bạn Thị Tám. Thì bạn Tám này ca cái bài đầu tiên, tôi cho 19, 79. Và trích đoạn này tôi cho đồng điểm với lại bạn Nhân 1980. Xuất sắc đấy quý vị, số điểm rất là cao. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Huỳnh Khải. Soạn giải Đăng Minh xin mời ạ. Em Nhân, cái bài vọng cổ có lẽ em ca đầu tiên cho nên là câu 1 ca không được tốt. Em ca không bằng cái dòng ngoài. Cho nên là bài vọng cổ tôi chấm cho em 19.75. Riêng cái trích đoạn này thì em có cố gắng thì tròn dai cho nên tôi chấm em 19.76. Riêng em 8 thì bài vọng cổ em ca khá tốt và khá điêu luyện. Em có sự bứt phá, em ca hay hơn tất cả các dòng trước. Và bài vọng cổ tôi chấm em 19.78. Riêng cái trích đoạn là em thoại không là đã lấy điểm rồi. Không cần phải hát đâu. Và em hát quá xuất sắc. Tôi có cảm giác như đây là một nghệ sĩ chuyên nghiệp đang biểu diễn chứ không phải là đi thi giọng hát hàng tuần. Và không có thang điểm nào cao hơn nữa. Chứ nếu có tôi sẽ cho em. Và với cái trích đoạn này em nhận được 19.80. Chúc mừng, cảm ơn soạn giả Đăng Minh. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan ạ. Giám khảo Quỳnh Khải với giám khảo Đăng Minh đã cho em số điểm cao nhất rồi. Bạn Nguyễn Thị Tám, đúng là hai giám khảo này cũng đồng ý với tôi là ngay từ lúc đầu khi mà bạn vừa ca cái bài ca cổ thì tôi đã thấy là bà có một cái nét gì đó. Tôi thương bạn là ở chỗ bạn ca hơi giống tôi. Có hơi thiên vị không ta? Nhưng mà có thì mình nói đúng không? Bạn có cái lối ca tự sự phải nói là rất là hay. Bởi vì các ca tự sự thì rất là khó. Tôi cũng nói với rất nhiều thí sinh rồi, ca tự sự mà đi thi mà lựa ca tự sự là tự mình làm khó mình đó. Nhưng mà bạn vừa rồi cái bài hát của bạn thì bạn diễn xuất quá tốt. Cách ca của bạn, nhả chữ, bạn cũng biết cách tiết chế. Không có thể nói là tôi nói là bạn là hơi chuyên nghiệp đó. Với cách ca đó cho nên là thành ra là tôi cho bạn cái số điểm cũng khá cao, đó là 19.78. Và cái trích đoạn vừa rồi thì có một cái thế này là bạn hơi bị tuột cái hơi một chút xíu, hơi bị khào quá so với ca cổ mới hồi nãy đúng không? Vì bạn tập trung vào diễn xuất nhiều quá. Cái cách diễn xuất của bạn thì đây tôi cũng khen là bạn rất là tinh tế. Cái tinh tế đó nhưng mà hơi cái bị cái hơi nó không có được giống như bài ca cổ. Vì vậy mà tôi bù đi sớt lại. Chứ nếu mà nếu bạn tròn luôn cả cái hơi ca thì tôi sẽ cùng là cho bạn số điểm tuyệt đối. Nhưng đây tôi cho bạn số điểm là 19.78 qua cái trích đoạn. Bạn Nguyễn Văn Nhân thì đầu tiên thì cái bài ca cổ á, bạn ca rất là có cảm xúc. Nhưng cái chất giọng của bạn nó bị hạn chế, nó không có được thoát ra ngoài lắm. Vì vậy cái bài giọng cổ đầu tôi cho bạn là 19.73. Nhưng qua cái trích đoạn này thì bạn là có nhỉnh hơn. Cái trích đoạn bạn có cảm xúc rất nhiều. Nhưng chú ý chút xíu nữa nha, ca giọng cổ chứ không phải gây lộn. Vừa rồi ca giống như là bài Hải có nhiều chút quá hết nha. Ta đang cảm dữ lắm mà ca giọng cổ vô cổ mà tôi tưởng bà muốn quýnh ai hay sao gây lộn cái gì á. Cho nên là trừ hết điểm còn 19.77. Chúc mừng bạn. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai ạ. Nãy giờ thì quý vị khán giả cũng dành cho hai em cũng nhiều lời khen rồi. Nhưng mà cô cũng tiếp là cái lời khen cho bạn nữ á, là thật ra cái chất giọng của em nó không được như người ta. Nó không có bay bổng, nó không có mạnh mẽ. Nhưng mà em lại ăn vô cái nội tâm. Cũng như cô Phượng Loan nhận xét, em diễn mà như là em không diễn vậy đó, nó như ngoài đời, nó rất là thật. Đó, thành ra là khi mà thấy em diễn là vô cái nhân vật là cô ngồi trên này cô cũng muốn rơi nước mắt. Vì cô cho là cái nhịp nhàng của em nó quá vững vàng, cho nên em mới diễn hết mình được như thế. Chứ lo cái phần nhịp không thì không thể nào mà diễn hay như thế được. Thì chúc mừng hôm nay là em diễn rồi em ca là hay hơn hẳn so với mấy dòng trước. Thì cái cô Phượng Loan nhận xét là cái đó là tại em vô sâu nhân vật quá cho nên nó hơi bị mất hơi. Đó thì cái bài thứ nhất của em đó thì cô cho em 19.77 và bài thứ hai của em 8 là cô cho 19.79. Còn em Nhân á, em Nhân thì phải nói là sắc dốc thì đẹp trai, trẻ trung, nhanh nhẹn. Nhưng mà có một cái là vô đầu chắc có lẽ là hát đầu tiên khớp hay sao nó chưa ra hơi. Cho nên là em hát chưa được hay. Thành ra cô cho em 19.73
là em dứt cái câu một là em sắp cái nhịp nó bị tức, nó không được ngọt. Đó. Còn cái sau cái nhân vật thì em diễn cũng rất tốt, nhưng em tiết giảm lại, em bớt cái ngoại hình đi thì nó sẽ hay hơn. Cô cho em 19,76. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Ngọc Mai, xin mời những nhận xét và đánh giá. Cho cô nói thêm chút xíu nữa nha. Dạ, xin mời nghệ sĩ Tú Phượng Loan. À, cái em mà nhân á, thí dụ như mình bị cái mới nãy nói cái vụ dò mà quên cái chân á, mình đã bị cái chân đó là mình diễn là bị tật đúng không, thì mình phải che nó lại chứ đâu phải em mang chiếc vớ rồi cái ông sấn lên vậy. Em cố tình mình đã không diễn tốt rồi mà còn đưa cái đó ra cho người ta thấy mình là còn dở nữa. Em mốt rút kinh nghiệm cái chân nào mà mình bị mình phải buông xuống, che nó xuống lại rồi mình cà lết người ta mới thấy mình bị tật, còn đem mình đưa lên khoe nữa nha. Vô rút kinh nghiệm cái đó nha. Đầu tư dữ lắm à, kiếm đôi vớ khó bởi lắm. Bởi vậy thì mà tự nhiên được cái là mang chiếc vớ vậy. À, rút kinh nghiệm lại cũng hàm dạ. Mấy ghê vậy. Rồi em nhường lại cho anh. Rồi, em xin lỗi. Xin mời soạn giả Minh Huy. Dạ, xin mời ạ. Coi như cũng còn gì để nói nữa. Dạ, vậy số điểm ạ. Em nhân thì như Đăng Minh khi cũng đã có nhận xét rồi. Bài đầu nói chung là em ca, cái giọng em nó làm sao đâu, ca nghe nó khô khan quá. Thành ra ca cái bài đầu không đạt yêu cầu. À, thì cũng như tôi nói, bị cái thang điểm tôi từ đầu tôi cho em nhân đã thấp rồi, thì thang điểm từ đó tới cao tôi phải giữ thang điểm tôi là thấp. À, thì như vậy là cái bài đầu là tôi đã cho em nhân là 19,70. Cái trích đoạn tốt hơn, diễn tốt hơn, có bản lĩnh hơn, ca tốt hơn. À, thì tôi cho em nhân là 19,74. Xin cảm ơn soạn giả Minh Thùy. Còn em Nguyễn Thị Tám thì cái bài đầu để tôi kiếm. Phải nói như thế này, cái giọng của em Nguyễn Thị Tám này phải nói là bén quá bén, quá bén, dạ quá bén, rất vững vàng trong ca diễn giữa cái bài đầu cũng như cái trích đoạn sau. À, thôi giờ không có nói gì nữa, thành ra tôi cho điểm. Dạ. Bài đầu là 19,74. Bài thứ hai trong cái đoạn 19,75. Vâng, cảm ơn soạn giả Minh Thùy. Xin chúc mừng Tám, chúc mừng Nhân đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Đổ tay thật lớn được không ạ? Có khởi sắc rồi thưa quý vị. Và bây giờ tiếp theo thì Phí sẽ mời quý vị cùng đến với phần trình diễn Vụ án Mã Ngưu của tác giả Đăng Minh. Với phần trình diễn này, quý vị sẽ gặp gỡ với sự kết hợp Nguyễn Thị Tuyết Minh và Lê Văn Nhu. Một tràng tay thật lớn thưa quý vị. Dạ, để ra chính giữa. Hạt bụi nào rơi giữa thân tôi, tìm một mai tôi về làm cát bụi. Thôi cát bụi mệt nhòi, tiếng đồng nào gõ nhịp trong tôi. Ôi cát bụi mệt nhòi, tiếng đồng nào gõ nhịp trong tôi. Tí ơi, Tí à, ba về nè con. Vậy ăn bánh đi Tí ơi, ba mua bánh cho con nè con. Tí à, ai khóc đó? Anh Dương. Ai vừa gọi tên tôi? Em là Thục Quanh đây. Quanh. Em còn sống đây sao? Trời ơi, đôi mắt của chồng tôi. Trời ơi, tôi có mơ chăng? Em còn sống và về với anh bằng xương bằng thịt. Anh ơi, mười mấy năm trời người ta chia cách,
nay em về sum họp bên anh. Em đã về với anh. Quanh ơi anh cứ tưởng kiếp sau mình mới tròn duyên hương lừa. Nay em về đây thỏa bao ước nguyện, hãy đến bên anh với niềm thương nỗi nhớ, hãy đến bên anh cho ấm lại tình xưa, cho triếu nặng ân tình. Vẫn nghe chán chứa lòng say, dù gặp gỡ hôm nay tuy quá muộn màng. Em về rồi mình bên nhau mãi mãi, khơi lại lửa hồng bên bếp lạnh tàn khó. Khổ nhiều rồi đừng khóc nữa em ơi, có quên niềm đau mà vui sống hết quãng đời còn lại. Xưa đây đăng kết của ta niềm vui hạnh phúc, nay bình yên trả lại cho ta son sắt thân tình. Quanh em tí ơi, má về nè con, vậy vậy mừng mẹ đi con. Tí à, trời ơi, trong giấc mơ con của tôi vẫn còn gọi mẹ. Con ơi, mẹ đã về đây, con ngủ đi con, trong giấc ngủ say. Lại chịu đời đắng cay, tuổi thơ con chịu đo đầy, từ khi tiếng khóc còn đầm trong tôi. Bao năm mẹ đợi ngày nay, vui vậy đoàn tụ nắng hay cũng đành. Quanh ơi, mấy năm dài anh vất vả lang thang, chỉ thương con trẻ con làm chi nên tội mà phải chịu đỏ đại trong cái cảnh nắng sinh. Em về rồi anh hết sợ đơn côi, quãng đời còn lại tràn đầy sống. Dương ơi, một lại ngày em xin đừng xa hơn anh đã hy sinh cả quãng đời xuân. Là người vợ hiền chung thủy, là hơi thở êm đềm, là ánh sáng tình anh. Gió đưa chiếc lá xa cạnh, nhớ
bấp bênh rồi anh sống sao đây. Hương xưa nay đã liền nói đón mùa xuân mới, hương đời nồng say. Anh Dương quanh em xin chúc mừng sự kết hợp vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần nhận xét và cho điểm. Và chúng tôi xin phần cho điểm trước, rồi sau đó chúng ta sẽ nhận xét dành cho cặp đôi này để chúng tôi tiện lợi cho việc tổng kết điểm. Xin mời hội đồng giám khảo. Số điểm từ thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải. Số điểm của thí sinh Tuyết Minh, bài giọng cổ tôi cho 19.76 và trích đoạn này thì 19.77. Bạn Lê Văn Nhu với bài giọng cổ không có đạt nhịp, do đó 19.20. Tiết mục trích đoạn này 19.78. Dạ, xin mời soạn giải Đăng Minh số điểm dành cho hai cặp, dành cho cặp đôi này. Tuyết Minh là bài giọng cổ tôi chấm em 19.77 và trích đoạn này thì tôi cũng chấm em 19.77. Riêng thì em Nhu thì cầm vàng mà làm rớt, thành ra bài giọng cổ là 19.20. Còn trích đoạn này thì em hát rất tốt, 19.78. Tôi rất tiếc cho em. Cảm ơn soạn giải Đăng Minh. Mời số điểm từ nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Với bài ca cổ thì bạn Nguyễn Thị Tuyết Minh, tôi cho bạn số điểm là 19.76 và cái trích đoạn thì bạn là 19.75. Bạn Lê Văn Nhung thì cái ca cổ thì tôi cho bạn là 19.30. Riêng cái trích đoạn này thì là 19.77. Xin mời số điểm từ phía nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai ạ. Chúng ta đến với số điểm về trước rồi nhận xét bạn sau. Nguyễn, bạn Lê Văn Nhu á, thì cái bài số 1 tất cả ban giám khảo ai cũng rất lấy làm tiếc cho bạn, nên là tôi cho 19.30. Còn về cái trích đoạn thì cho bạn 19.78. Bạn Tuyết Minh á, thì cái bài đầu thì cho là 19.76. Và bài sau tôi cũng cho đồng điểm luôn, 19.76. Cảm ơn nghệ sĩ Tuấn Ngọc Mai. Mời số điểm của soạn giả Minh Thùy dành cho hai thí sinh này ạ. Tuyết Minh thì bài đầu tiên tôi cho 19.71. Cái trích đoạn thì tôi cho Tuyết Minh là 19.74. Còn Văn Nhu thì thôi chia buồn cho chú em này thôi, biết làm sao nói. Bài đầu thì coi như là cho khuyến khích cho vui 19.30. Dạ. Tự nhiên sao tới đó cái rõ nhủi đi không biết. Dạ xui ạ, dạ. Còn cái trích đoạn thì phải nói là tốt. 19 tôi cho 19.76. Phải nói là thế này, giọng ca của Văn Du là rất là ngon. Dạ. Nhịp nhàng đâu ca ngon lắm. Nhưng mà cuối cùng không biết tự nhiên cái rồi. Không biết. Tới dạ. Đó cái nhủi vậy. Nhiều khi đi đường còn chấp ổ gà mà dạ. Bây giờ thì nhận xét gì cho hai thí sinh này để họ rút kinh nghiệm hơn trong thời gian chúng ta đợi tổng kết điểm. Các giám khảo xin mời ạ. Bây giờ nếu mà nhận xét thì đại diện nhận xét thôi cũng được ạ. Chúng ta cần đi đến hồi kết rồi ạ. Dạ. Cái bài đầu thì Tuyết Minh thì ca nói chung là tròn thôi. Chứ không hay. Hả? À. Cũng như còn em Nhân phải không? Nhu. Lê Văn Nhu thì cũng như tôi đã nói rồi, rất tiếc. Giọng ca quá ngon, quá đầy đặn. Âm vực rất là rộng, nhất là mấy cái vô quyền em xuống là đầy đặn lắm. Ca cũng có bản lĩnh lắm, ca có nghe có nghề lắm. Còn cái chuyện dắt ngã nữa, chuyện đó cũng như mình đi xe thôi, vậy thôi. Dạ. Thôi, coi như là học tài thi mạng, bữa nay dạ. Cái mạng không đẹp. Dạ. Thì thôi. Dạ, cảm ơn soạn giả Minh Thùy. Các giám khảo còn lại có ý kiến gì không? Nếu có thì chúng ta góp ý luôn các thí sinh, còn không thì chúng ta đến với phần tiếp theo. Mình nói một chút nữa dạ, nha bạn mời. MC. Dạ, Lê Văn Nhu á, là nói để cho em mừng là cái giọng của em á, là phải nói hôm nay rất là ngon. Ngon nhất trong ba em nam. Tổ đãi vậy rồi, nhưng mà không biết là chết nhát hay sao. Tự nhiên mà ta nói rớt mà giám khảo đứng tim luôn mà. Thành ra em phải rút kinh nghiệm là bình tĩnh, tự tin. Chứ mình đừng có chết nhát vậy. Mà đâu có ra đầu đâu mà khớp. Dạ. Giọng rất ấm, rất là đầy đặn.
Thầy Minh Thùy mà khen là không phải là chuyện giỡn à nghe. Cho nên em cố gắng phát huy cái là bây giờ bình tĩnh tự tin thêm nữa là nó sẽ hay hơn nha Nhu. Còn em Tuyết Minh á, là cô rất thích cái giọng của em là nó bay bổng. Em là bay lượn lung tung luôn á. Nhưng mà bay bổng như thế thì mình cũng phải tiết giảm cái bay bổng mà nó phải sâu sắc nội tâm một chút nữa. Là nó sẽ 10 phân dạng 10. Nghe, em khắc phục cái ngọt ngào, cái trữ tình cho cô nữa là tuyệt vời. Xin hết. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo, xin chúc mừng cho hai bạn. Và thưa quý vị, trong thời gian mà chúng ta chờ đợi, như vậy là các tiết mục đã dự thi xong, chúng ta chờ đợi tổng kết số điểm thì Phương Hiếu vẫn không quên mời quý vị đến với phần thi ca cổ qua điện thoại. Và các khán giả chúng ta cùng nán lại để nghe và dành cái phần nhận xét của mình bằng những tràng vỗ tay cho những ai đã chăm chú theo dõi chương trình từ nãy đến bây giờ. Và xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với vị khán giả đầu tiên dùm chương trình ạ. Dạ, alo. Alo, nghe ạ. Dạ, xin chào, xin giới thiệu về mình ạ. Tôi tên Đấu ở Sóc Trăng ạ. Dạ, anh Tấu ở Sóc Trăng. Anh thấy giờ theo dõi chương trình rồi, bây giờ chắc anh cũng đang rất là nôn nóng thể hiện một câu trong một bài giọng cổ. Anh sẽ chọn câu nào ạ? Chọn câu 1 anh ơi. Câu 1 trong bài nào thưa anh? Bài Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi câu 1. Mời quý vị cùng theo dõi, chúc anh thành công nha. Xin mời. Rồi. Mẹ ơi, đường hành quân qua nhiều hiểm nguy gian khổ. Đêm từng đêm con giáp mặt với quân thù. Vâng, như vậy là chúng ta vừa đến với phần tham gia của một vị khán thính giả ở Sóc Trăng. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với vị khán thính giả thứ hai để xem sẽ thể hiện như thế nào. Dạ, xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối dùm Phương Hiếu ạ. Dạ, alo. Dạ, alo, em chào anh ạ. Rồi, xin chào bạn. Bạn giới thiệu về mình chút xíu cho khán giả được biết không ạ? Dạ, em tên Hạnh. Em hiện tại giờ thì đang ở thành phố. Có mặt nào ở thành phố anh? Thành phố nào ha? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh nè. Rồi, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đang ở quận mấy đó? Dạ, anh nói sao anh? Em đang ở quận mấy đó? Dạ, em thì đang ở chơi ở quận Bình Tân hả? Quận Bình Tân rồi, bây giờ em phải lựa chọn một cái câu nào đó mà em ca xuất sắc nhất nha. Để sau đó thì em sẽ ca lên và để cho tất cả các khán giả có mặt tại khán phòng ngày hôm nay bình chọn cho em bằng những tràng vỗ tay là em sẽ nhận được 500 ngàn đồng. Dạ. Bây giờ em chọn câu nào? Em sẽ cố gắng thôi, nhưng mà sáng giờ em bị bệnh không biết ca nổi hay không nữa thôi thì cũng không, nghe giọng còn phê lắm không sao? Đó, một câu trong bài Dòng Sông Quê Em, câu 1 à. Rồi, câu 1 Dòng Sông Quê Em, mời em. Thank you.
bệnh mà hát vậy đó trời. Một đầu vỗ tay chúc mừng cho vị khán thính giả vừa rồi được không ạ? À? Rồi bây giờ chúng ta sẽ khẩn trương đến với vị khán thính giả giấu mặt còn lại để xem sẽ lựa chọn câu nào trong bài nào để gửi đến chúng ta đây. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với vị khán thính giả tiếp theo ạ. À. Dạ alo. Phương Hiếu xin chào ạ. À. Alo. Dạ xin chào anh ạ. À. Dạ anh đang anh đang đến từ đâu đó ạ? Tôi tên Lê Hồng Châu. Dạ. Đến từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Rồi, đến từ Hậu Giang là một nơi cũng rất là sành sỏi về đờn ca tài tử và cải lương đây. Bây giờ anh sẽ chọn câu nào trong bài nào để giao lưu ngày hôm nay để có thể nhận được 500.000 đồng đây ạ? À? Tôi chọn câu 4 trong cái bài ca Một Liên Tìm Mẹ do tác giả Diễn Châu. Rồi, câu 4. Bây giờ anh chuẩn bị nha, ban nhạc cải lương sẽ hỗ trợ cho anh. Xin mời. Mẹ ơi nhìn tận mặt trên bàn trong trong cuộc đời có mang lông đầu lấy đôi quý phương một kiền liên đã tìm thấy một ăn xem đau thương trước cực hình khóc hay. Mẹ ơi con đâu thể ngồi yên tâm thiền nơi Phật tử trong khi bao thân đang thọ khổ giữa bàn trong bên lửa khói than hồng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dành cho khán giả có mặt tại khán phòng. Chúng ta yêu mến ai thì vỗ tay dành cho tiết mục đó quý vị nha. Có 3 tiết mục thôi. Một vị khán thính giả ở Sóc Trăng, một vị khán thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh và một vị khán thính giả ở Hậu Giang. Bây giờ quý vị chuẩn bị nha. Ai sẽ dành sự yêu mến cho vị khán thính giả ở Sóc Trăng? Vỗ tay. Rồi, hãy dành sự yêu mến của mình cho vị khán thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ai dành sự yêu mến cho khán giả ở Hậu Giang? Sướng ngôn nhiên trưởng fan club. Dạ, như vậy là rõ ràng rồi thưa quý vị. Giải nhất đã thuộc về vị khán thính giả đang ở Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Và giải nhì thuộc về vị khán thính giả ở Sóc Trăng. Và cảm ơn vị khán thính giả ở Hậu Giang đã tham gia chương trình. Và những phần quà giải nhất 500.000 đồng, giải nhì là 300.000 đồng cũng đến từ sự tài trợ của đơn vị đồng hành Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thương hiệu Đầu Trâu qua hình thức thẻ cào. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Và nhớ là trong mỗi tuần thì chúng tôi luôn có những phần dự thi cao cổ qua điện thoại hấp dẫn như vậy dành cho quý vị khán giả yêu mến cuộc thi tuyển chọn trọng ca cải lương hàng tuần. Và bây giờ trở lại với chương trình thưa quý vị, trước khi đến với phần công bố trao giải ngày hôm nay, rất cảm ơn hội đồng giám khảo đã làm việc rất hết mình và đưa ra những lời đánh giá, nhận xét cũng như là cho điểm giúp các thí sinh ngày càng tự tin và tỏa sáng hơn với niềm đam mê của mình. Chính vì vậy, ngay bây giờ trân trọng kính mời hội đồng giám khảo chúng ta cùng tiến lên sân khấu để nhận một bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn từ đơn vị tổ chức Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Công Đồng, giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, tặng hoa cho hội đồng giám khảo. Trân trọng kính mời ông. Xin mời, xin dành những tràng vỗ tay cho nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Hình Khải, soạn giả Đăng Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai và soạn giả Minh Thùy ạ. Chúng ta sẽ còn gặp lại những gương mặt này trong các cuộc thi tiếp theo của tuyển chọn trọng ca cải lương hàng tuần. Hy vọng là với những chia sẻ, những đóng góp và những đánh giá rất là xác đáng cho các thí sinh sẽ giúp cho cuộc thi có ngày càng nâng cao chất lượng hơn và tìm ra được những giọng ca xuất sắc hơn trong thời gian tới thưa quý vị. Mời chúng ta dành một tràng vỗ tay cho hội đồng giám khảo được không ạ? Xin cảm ơn hội đồng giám khảo rất nhiều ạ. Mời quý vị trở về vị trí danh dự của mình. Cảm ơn ông Lê Công Đồng.
Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 4 năm 2016. Thưa quý vị, như vậy là với số điểm nhận được của các thí sinh, thí sinh được công bố ngay giải tư. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 giải tư, do có đến 7 thí sinh góp mặt ở buổi chung kết xếp hạng và trao giải. Giải tư đầu tiên xin được chúc mừng thí sinh Lê Văn Nhu, thưa quý vị, với số điểm tổng kết là 19,517. Mời các thí sinh ra sân khấu ạ. Xin mời tất cả 7 thí sinh chúng ta cùng ra sân khấu ngay lúc này. Mời Lê Văn Nhu bước lên một bước nha. Một mình Lê Văn Nhu thôi ạ. Thưa quý vị, và giải tư tiếp theo xin được chúc mừng thí sinh với số điểm tổng kết 19,732, Bùi Xuân Đào. Những tràng pháo tay khích lệ đâu rồi ạ? Các thí sinh đã vượt qua rất nhiều những thí sinh khác để góp mặt trong buổi chung kết ngày hôm nay. Giải tư tiếp theo với số điểm tổng kết là 19,724, thí sinh Đoàn Trung Hậu. Và giải tư cuối cùng còn lại với số điểm tổng kết là 19,748 là thí sinh Nguyễn Văn Nhân. Thưa quý vị, với giải tư này trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Nam Tuấn, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc thi, và ông Huỳnh Khải, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo sẽ trao giải tư cho các thí sinh. Xin mời hai vị. Các thí sinh đã hết sức nỗ lực, đặc biệt là phần kết hợp ca diễn là một nét mới mà chương trình mang đến cho quý vị, đã mang đến nhiều điều hấp dẫn và thú vị hơn. Hy vọng là những cuộc thi sau thì các thí sinh đến tham dự chương trình sẽ có những kinh nghiệm và chuẩn bị cần thiết để dự thi mang đến những tiết mục ấn tượng hơn nữa phục vụ quý vị khán thính giả gần xa. Phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của các bạn ạ. Vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các thí sinh, 4 thí sinh được giải tư trong cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 4 năm 2016. Xin chúc mừng các bạn, cảm ơn hai vị. Mời các thí sinh lui về phía sau. À, xin mời anh Nam Tuấn lại sân khấu được không ạ? Anh còn nhiệm vụ nữa. Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ phía sau được công bố giải 3 với 3 cô gái còn lại, thì giải 3 sẽ thuộc về một giọng ca mà hội đồng giám khảo rất là yêu mến, thưa quý vị. Với số điểm tổng kết là 19,755, chúc mừng bạn Nguyễn Thị Tuyết Minh. Tiếp tục xin mời anh Nguyễn Nam Tuấn sẽ trao giải ba cho Tuyết Minh. Và cũng xin chia sẻ quý vị luôn là bộ trang phục đang mặc là do chính Tuyết Minh tự may, tự thiết kế, tự may luôn. Mà đặc biệt là chỉ nhìn ở trên mạng học thôi, chứ không có qua thầy nào hết trơn hết trọi á, mà may được cái áo rất là đẹp rồi. Và chúc cho Tuyết Minh sẽ ngày càng tỏa sáng với giọng ca và tài năng của mình. Một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng Tuyết Minh, thưa quý vị. Xin cảm ơn anh Nguyễn Nam Tuấn. Chúc mừng Tuyết Minh. Tuyết Minh lùi về phía sau nha. Bây giờ còn hai gương mặt còn lại, Quỳnh Nga với Tám. Dạ bây giờ quý vị ơi, ai sẽ đạt giải nhất ạ? Ai ủng hộ cho Tám vỗ tay? Ai ủng hộ cho Quỳnh Nga vỗ tay? Đây, không để quý vị chờ lâu nữa, với số điểm đạt được 19,778, xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Tám giải nhất, thưa quý vị. Như vậy giải nhì của cuộc thi năm nay đã thuộc về Ngô Thị Kim Sang. Ngay bây giờ thưa quý vị, với giải nhì mời Kim Sang bước lên phía trước để nhận giải nhì của mình. Và trân trọng kính mời lúc này là đại diện nhà tài trợ sẽ lên trao giải nhì giùm chúng tôi. Trân trọng kính mời bà Trần Thị Ngọc Vân, đại diện nhà tài trợ công ty cổ phần phân bón Bình Điền thương hiệu Đầu Trâu, sẽ trao giải nhì cho thí sinh Kim Sang với sự hóa thân xuất sắc Quỳnh Nga, đã mang đến nhiều ấn tượng cho khán giả. Qua đó Kim Sang đã đạt được giải nhì của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 4 năm 2016, thưa quý vị. Một tràng pháo tay nữa chúc mừng Kim Sang, thưa quý vị, với giải nhì của cuộc thi lần này.
cảm ơn bà Trần Thị Ngọc Vân. 18 bước lên phía trước. Có một điều mà Phí muốn tiết lộ ngay lúc này đây cho quý vị biết là trong vòng bán kết trước thì Tám có nói một câu như thế này: chung kết chị sẽ bứt phá. Tám nói như vậy và Phiếu lúc đó là cũng nghe biết vui vậy thôi, chứ không ngờ rằng Tám thật sự bứt phá mạnh mẽ quá. Dạ. Và như vậy giải nhất hoàn toàn xứng đáng thưa quý vị. Với giải nhất chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu ngay lúc này, đó chính là ông Lê Công Đồng, giám đốc Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi sẽ trao giải nhất cho Nguyễn Thị Tám, quê quán Kiên Giang, với số điểm rất cao 19,778. Những tràng pháo tay của quý vị đâu rồi ạ? Vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay nữa cho Nguyễn Thị Tám được không ạ? Xin chúc mừng, xin cảm ơn ông Lê Công Đồng ạ. Lúc này thì Tám ơi, cho Hiếu hỏi câu ngắn thôi, cảm xúc của Tám lúc này như thế nào? Thì nói hết được luôn ạ. Tại vì trong thời gian qua Tám nghĩ là Tám sẽ không có đàn giải gì đâu. Tại vì sức khỏe rất là yếu. Giống như là không còn gì để mất phải không? Và đó đã giúp cho Tám đạt được giải cao nhất của cuộc thi lần này. Mời các thí sinh chúng ta cùng tiến lên phía trên để gửi lời chào khán giả. Cảm ơn ban nhạc cải lương đồng hành cùng với chương trình giúp các thí sinh tỏa sáng. Cảm ơn hội đồng giám khảo, đặc biệt cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn đơn vị đồng hành là công ty cổ phần phân bón Bình Điền thương hiệu Đầu Trâu đã cùng kề vai sát cánh với chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta khép lại một mùa nữa của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 4 năm 2016. Thưa quý vị, tuần sau chúng ta sẽ đến với buổi bán kết đầu tiên của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần dành cho người cao tuổi, diễn ra vào 17 giờ chiều thứ bảy ngày 7 tháng 1 năm 2017. Thưa quý vị, mến chúc quý vị sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Kịch bản và đạo diễn chương trình: nhà báo nhạc sĩ Ngô Tùng Văn, thường trực ban tổ chức nhà báo Lê Hồng Chinh và tôi Phương Hiếu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào năm sau.